Ủa? Rồi, sai luôn lắm rồi. Chưa ta chết hả? Trả thù cho bao nhiêu thí sinh. À, chết tập 2 hay nha. Hay là hai gia thần Trấn Thành và Trường Giang đã thao túng cho nhà ngươi, không cho tiến lực nhà ta trong mùa này. Hay khai mau. Hết giờ mà nó thò cái tay bấm chuông thì mày đặt cái tay đó cho ta. Có luôn. Gấp quá rồi. Không đến đây không tôi. Tao không dám chắc vì tay nào mà bấm chuông. Dạ câu tay này. Bắn đã chiến thắng vang dội. Xin kế tiếp Đặng Văn Hoàng. Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài để lòng nhã nghi không ngưng cười. Làm cho tất cả. Trời ơi, hiện tượng siêu nhiên nào vậy? Lát thi mà đi vậy là hết giờ nha. Ủa, song sinh à? Song sinh tiếp. Xin chữ ký thôi đó. Ký không cho nó bắn. Ký là lẹ cho nó bắn chết à. Nó bắn đi còn nhanh. Tôi sợ nó cắn. Cái đó đi lâu lắm. Rồi ký rồi nè. Trời lao dễ sợ. Ai đây là Tặng ha? Dạ. Tặng. Tặng, kính Tặng. Rồi à, hai đứa có nói được tiếng Việt không? Chưa luôn. Chưa còn xong. Có cơ. Cầu cứu rồi. Có cơ. Thằng MC nó cầu cứu. Thảy lên, thảy lên cho ông chụp. Thảy lên cho ông chụp. Quỳ cái mặt em lên là nó đáng, đáng bắn lắm á. Rồi mình giới thiệu sơ lược đi. Giờ em tên là Hoàng, em ở Huế. Giờ em nói được giọng Huế. Giờ em nói rất giỏi giọng Huế. Giờ em đến đây là có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là em được lên TV. Mục đích thứ hai là em được xin chữ ký cho vợ em. Và có rồi. Dạ, hết. Thôi cho em thi. Khoan. Mình à, giới thiệu luôn đi. Tên là anh. Dạ, em tên là Huy. Em là anh của bạn này. Hoàng và Huy hả? Hoàng và Huy. Hoàng đó. Hai anh em Huy Hoàng. Dạ. Dạ. Chắc bình thường coi phim James Bond đồ nhiều lắm hả? Dạ, cũng thỉnh thoảng. Ngày xem khoảng 24 tiếng thôi anh. Dạ. Dạ. Rồi lát thi con dậy không? Dạ thi em con vũ khí khủng khiếp hơn nữa. Dạ dùng nội lực anh ạ. Nội lực hả? Dạ, dạ. Thi dùng nội lực hả? Dạ, dạ. Sao nó quyền bí vậy ta? Thi hài mà dùng nội lực là thi làm sao? Dạ vì nói chung là đào cù của em là xe 30 tụ mới chở vào đây được. Ăn thế, ăn gì? Xe 30 chỗ. Cái đạo cụ á, đạo cụ là 30 chỗ mà chở đây á. Xe tới 30 chỗ chở. Wow. Có cái đạo cụ cho hai bạn diễn đâu. Dạ có thêm xe cua thêm chiếc 7 chỗ nữa. Dạ 7 chỗ làm chi? Để xe cua. Backup vậy thôi á, chứ không có làm gì hết. Backup vậy thôi đó. Cái thứ gì trên đời này mà nó khủng khiếp dữ mà phải chở bằng cái xe tới 30 chỗ dữ gì? Có thêm hai quản lý riêng nữa. À, có quản lý riêng. Có chiếc xe nào rảnh rảnh mà có bình oxy chở thằng kia đi giùm tôi được không? Hơi mệt rồi. Nội lực nó truyền qua đây. Mà hai bạn là hiện nay là thế lực gì ở Huế? Dạ là em làm khủng khiếp lắm á. Làm chi?
Dạ em làm trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Mà một thành viên mà công ty làm chi? Công ty sắp phá sản, chuẩn bị làm lại anh ạ. Sắp phá sản đấy. Dạ nha. Chắc cái đợt đi về là phá luôn. Rồi. Rửa là hai anh em sinh đôi hả? Dạ, dạ không, sinh hai ạ. À, mình có thi không nè? Dạ, dạ thi ạ. À. Dạ cho em chuẩn bị đau cụ. Em được quyền 30 chỗ mà. Dạ. Anh Huy ơi, hôm nay em có tặng quà cho anh, giờ anh một việc là anh khi nào em nói bấm chuông là anh bấm chuông nha. Được em, thoải mái đi em. Dạ. Em em cầm cái đó thì em nói gì anh cũng nghe hết trơn rồi. Dạ. Nói gì đi. Dạ. Em vô bên trong là con của anh rồi đó. Được rồi em ơi. Dạ. Thoải mái đi mà. Cảm ơn anh. Tôi hiểu là xe 60 chỗ chở gì rồi. Ừ. Nội công thâm hậu lắm. Lúc nào em nói bụng đó anh mới bụng nha. Rồi rồi, dạ dạ dạ. Ngô Quyết Huy, nghe lên, bấm chuông. Sao gì bắt đầu? Cấp bao, có người bấm chuông kêu ơn. Lên lời nó chuông này cho ta. Dạ. Đem. Rồi. Làm người lại, tên họ là gì? Khai mau. Nó khai ta cũng chém, mà không khai ta cũng chém. Nhìn cái tướng nó bấm chuông là tao đã thấy khai rồi. Đó, hàng người ngồi đây là sai lắm. Ủa? Rồi. Sai luôn lắm rồi. Chưa ta chết hả? Ta sẽ trả tù cho bao nhiêu thí sinh. À, chết tập 2 hay nha. Là hai gia thần Trấn Thành và Trường Giang đã thao túng cho nhà ngươi, không cho tiếng luật nhà ta trong mùa này. Hay. Khai mau. Hết giờ mà nó thò cái tay bấm chuông thì mày đặt cái tay đó cho ta. Có luôn. Gấp quá rồi. Không tên này tao cũng tao không dám chắc vì tay nào mà bấm chuông. Dạ không tay này. Bắt đã chiến thắng vang rồi. Thắng của chúng tôi đây ai nhận là tay rồi. Nói rõ lên. Không dạ. Có nghe một cái gì hết. Chỉ có tụi tôi tự hiểu câu chuyện thôi. Tôi cười là tại tôi cười tôi không nghe được. Chứ không phải là tôi hiểu câu chuyện gì hết. Ủa vậy hả? Cười là gì không nghe gì hết hả? Cười gì thấy hiểu không? Dạ. Nó nói cái gì vậy? Cái tâm lý đó đó trời. Nó nói cái gì vậy trời? Tôi sợ tôi không cười hai đứa nó tắt thở nó chết. Tại nó la quá. Không nghe. Phải là ra cầm cái cây kiếm không? Thì cầm con dao. Quân mày đâu? Bao dây. Giết thằng phản đồ đi cho ta. Hôn quân. Mày ở đây bao nhiêu mùa rồi? Tại sao người ta cười mày không bấm? Hả? Mày biết bao nhiêu thí sinh vì mày mà chết chưa? Mày uống tóc à? Thảnh thơi mày uống tóc trong thí sinh người ta đi về à? Mày giúp cái gì? Mày phải chết thôi Quý à. Đừng vậy. Nói cho người ta nghe. Đừng vậy. 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 Đừng Còn nếu mà trường hợp thứ hai mà muốn y chang như bạn, dạ. Bạn chỉ cần ra. Thằng kia nói, mày nói gì thằng đi. Thằng thứ hai chỉ cần hỏi, mày nói cái gì? Vậy thôi, là cười rồi. Không hiểu nổi. Thiệt tình. Hồi nãy á, thiệt luôn á, hai em á, một cái người cầm kiếm, ví dụ vậy, lên trên kia, bắt thằng giặc xuống đây cho tao. Mày chạy lên lôi quý bắt người xuống đây. Tài rằng mày mua rồi người ta chưa kịp diện mày bẩm ông nội mày. Chắc chắn thì Quy sẽ hỗ trợ các bạn bằng việc là Quy phản kháng là không phải tại vì hết giờ thằng cái bên sáng bằng là đạp hết cái chí thời gian là vô hạn hết cái chí. Ví dụ vậy nó sẽ có tiếng cười hơn là cái việc của bạn la quá. Rồi chữ tiếp, thời gian của mày cũng không còn nhiều nữa. Mày ngồi xuống, mày thích bấm lắm phải không? Trưng phá hẳn bấm huyệt. Không nè. Mày tưởng 60 giây làm người ta cười về lắm hả? Tao cho mày 3 phuộc ở đấy. Mày làm tao không cười tao đấm mày chệch chá mày luôn. Ví dụ vậy. Có dễ thương biết chừng nào. Bất cứ một cái gì á, trước khi người ta cười thì người ta phải hiểu đã. Nó phải qua cái khâu hiểu đó. Không hiểu cách nào cười được. Kinh nghiệm nha. Yeah.
Sung là tôi thấy sung rồi đó, sung là vui rồi đó, mà phải nói rõ lên nha. Dạ. Rồi tiếp. Cảm ơn Giang ca và Thành ca đã cứu một sinh mạng. Không có đâu, nó vô lấy vũ khí mà. Nó đi ba chục chỗ mà. Vợ vô lấy roi điện. Rồi chơi. Cưng à, thấy cưng á. Nãy là sát thủ, giờ xúc vật ha. Hai anh mình diễn chưa? Dạ em bấm nha. Cái mặt kìa. Mình lấy cảm xúc xong cho anh ơi. Là anh cắn này bây giờ đó. 60 giây đồng nghĩa là 1 phút nha. Thời gian bắt đầu. Gần hết giờ rồi, quẹo phải. Ủa thiệt hả? Làm người không làm, vô đây làm chó. Không làm gì hết giờ. Thuê hai bộ đồ, năm xị lỗ. Không có tiền thì xuống căn ngay dưới này thôi. À, còn ba giây tàu cạn. Hết thời gian. Y chang nãy nha. Dạ. Cứ sủa y chang như bạn nãy nha. Nói. Chứ nó sủa hoài biết nó muốn nói cái gì. Nói. Rồi thì thằng kia nói lao găng. Không được. Thí dụ vậy. Trời chứ cứ sủa hoài biết cái gì mà coi trời. Hiểu không? Tụi em làm cái gì nó phải có diễn biến xảy ra liên tục. Chứ bây giờ cứ sủa hoài coi cái gì. À, đường phố Huệ. Đường Tư Huệ đến đây có sao? Dạ hơn ngăn mấy cây. Hơn 50 mấy cây à? Hơn ngăn mấy cây. Hơn 1000 mấy cây à? Rửa là phải đi về đúng chặng đường đó rồi. Well. Dạ.